tự mình tu tập về tiểu dục, rồi thuyết giảng về tiểu dục, tự mình tu tập về tri túc và thuyết giảng về tri túc. Cái tiểu dục ở đây là một cái vị đấy sống cái đời sống tiểu dục, tức là cái đời sống của người xuất gia là cái đời sống tiểu dục. Ở đây là cái vị đấy từ bỏ cái đời sống hưởng thụ cái năm dục ở thế gian. Và cái vị đấy chỉ sử dụng những cái gì cần thiết nhất cho cái cuộc sống của người tu hành. Ví dụ như là người vị đấy chỉ sử dụng tam y nhất bát, tức là chỉ dùng đủ cái y để mặc, một cái bát để đi khất thực, những cái dụng cụ cần thiết cho một vị tỳ kheo, bốn cái món vật dụng như y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, chỉ dùng đủ, vừa đủ chứ không dư thừa, thì đấy được gọi là tiểu dục. Cái tiểu dục nữa là nếu như vị đấy có những cái đức hạnh, như là vị đấy có những cái giới hạnh, hay là vị đấy có tu những cái giới hạnh cao thượng, như là thực hành những cái hạnh đầu đà, thì với một cái người tiểu dục, vị ấy không khoe khoang cái đạo hạnh của mình, không khoe khoang cái đức hạnh của mình. Nếu như vị đó có đức hạnh, thì đấy không muốn cho người khác biết là mình có đức hạnh, thì đấy là tiểu dục. Còn có một, những cái người mà có những cái đức hạnh mình muốn khoe khoang cho người khác, thì cái đấy là một cái người đấy không phải là tiểu dục, là mình vẫn còn ưa thích cái danh vọng lợi dưỡng, thì là còn tham dục. Và cái vị tiểu dục ở đây có ý nghĩa nữa là một cái người, ví dụ như, như vị đấy là một người đa văn, có học rộng biết nhiều, vị đấy cũng không muốn khoe khoang cái sự học cao hiểu rộng của mình, thì đấy cũng là tiểu dục. Tiểu dục nữa là nếu như vị đấy có chứng các cái tầng thiền định, vị đấy cũng không khoe khoang cho người khác biết, hay vị đấy có chứng các đạo quả, vị đấy cũng sẽ không khoe khoang, không nói cho người khác biết, thì đấy được gọi là hạnh tiểu dục. Thì cái tỳ kheo Buddha là một cái vị tự mình tu cái hạnh tiểu dục này và giảng dạy cái hạnh tiểu dục này cho các vị tỳ kheo. Tự mình sống tri túc, tức là tri túc là cái người sống chỉ biết đủ đối với bốn cái vật dụng, y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, là chỉ dùng đủ chứ không dư thừa, thế mà có dư thừa thì sẽ buông xả đi, không có tích trữ một dư thừa thêm. Thì đấy là tự mình tri túc và thuyết giảng về tri túc cho các vị tỳ kheo. Tự mình sống độc cư và thuyết giảng về độc cư cho các vị tỳ kheo. Thì cái ý nghĩa của cái hạnh sống độc cư, tức là cái vị đấy sẽ ưa thích ở cái nơi thanh tịnh, vắng vẻ, ưa thích sống một mình, không thích sống chung trạ, không thích những cái nơi hội chúng, không thích những cái chỗ đông người. Đấy là cái người tu theo cái pháp của Đức Phật, đã xuất gia theo pháp của Đức Phật, thì cái người đấy phải là cái người ưa thích sống hạnh độc cư thì mới có cái sự tiến bộ ở trong cái giáo pháp này được. Người nào mà không có cái hạnh độc cư, tức là còn thích ở chung trạ, hay là thích ở những cái nơi đông đúc, thích ở những cái nơi vui nhộn, thích ở cái nơi ồn ào, thì không tiến bộ trong giáo pháp này được. Vậy thì cái vị đấy là cái người tự mình thích cái đời sống độc cư. Độc cư thì nó cũng đồng nghĩa với sự viễn ly. Độc cư là thế, tức là xa những cái nơi ồn ào, thì độc cư là viễn ly. Thì cái sự độc cư viễn ly ấy, nó có một cái ý nghĩa là thân mình viễn ly, tức là thân mình sống độc cư viễn ly, là mình thích ở những cái nơi yên tĩnh như ở trong rừng, trong núi, những cái nơi cao nguyên, ở những cái nơi gốc cây, hay là ở một cái tịnh thất mà chỉ có một mình trong một cái ngôi nhà trống. Đấy gọi là thân viễn ly. Cái độc cư thứ hai là có cái ý nghĩa là tâm viễn ly, tức là tâm của mình xa lìa các cái triển cái, các cấu uế, tức là nhờ cái đời sống thân viễn ly ở một mình như vậy thì dễ dàng chứng đắc được các tầng thiền, chứng đắc được sơ thiền cho đến tứ thiền, bát định. Thì tất cả những cái phương pháp về thiền định, 40 đề mục thiền định mà có thể thực hành được nhờ cái hạnh độc cư. Vậy thì hạnh độc cư cũng có cái ý nghĩa là vì ấy sẽ viễn ly được các cái triển cái. Và cái hạnh độc cư sẽ có cái ý nghĩa nữa là phiền não viễn ly, tức là đoạn trừ được các kiết sử, đoạn trừ được các cấu uế, đoạn trừ được các cái ô nhiễm phiền não, chứng đắc các đạo quả, tứ thanh đạo, tứ thanh quả. Thì đấy cũng được gọi là cái hạnh độc cư. Để cái người đấy sống bằng cái hạnh độc cư và thuyết giảng về độc cư cho các vị tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và thuyết giảng về cái sự không ô nhiễm cho các tỳ kheo. Thì cái sự không ô nhiễm ở đây có ý nghĩa là cái vị đấy không bị nhiễm những cái thói hư tật xấu ở trên đời.
nhưng là ở đời có rất là nhiều những cái tệ nạn. Những cái tệ nạn ví dụ như một cái người mà ưa thích chạy theo những cái ngũ dục thế gian, đấy cũng là một cái sự ô nhiễm. Ngoài cái sự ưa thích ngũ dục thế gian ra, còn có những cái sự ô nhiễm và những cái thói hư tật xấu như là đánh cờ bạc, rượu chè hay là đờn ca múa hát, tức là có rất là nhiều những cái trò chơi nhảm nhí phù phiếm vô ích mà người đời người ta say sưa, người ta ưa thích, người ta làm mất cái thời gian và uổng phí cái công sức đi vào cái con đường như thế. Thì đấy được gọi là những cái ô nhiễm hay là những cái nối sống bất thiện, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái hành động, những lời nói bất thiện đó, thì đấy cũng là những cái ô nhiễm. Vậy một cái người sống không ô nhiễm là thế, là cái người sống không bị nhiễm những cái bất thiện ở thế gian, những cái nhiễm những cái bất thiện ở thế tục. Thì một cái người mà tránh xa được cái đời sống ô nhiễm đấy là do mình biết phòng hộ các căn, cho nên là nó không ô nhiễm. Ví dụ như là nếu như con mắt của mình mà cứ đắm chìm vào những cái cảnh sắc cái hấp dẫn thì nó sẽ khởi lên cái tham dục, tham đắm với những cái cảnh đẹp đó. Nên là tai của mình mà thường xuyên nghe những cái âm thanh, nhưng mà mình cứ nghe những cái người khác người ta nói những cái chuyện về tham dục, về sân hận, về những cái trò nhảm nhí ở thế gian là cái tâm mình nó sẽ bị ô nhiễm. Vậy cái người đấy muốn không bị ô nhiễm, tức là phải sống có cái sự phòng hộ đối với con mắt, phòng hộ đối với tai, phòng hộ đối với mũi, với lưỡi, với thân và với ý, tức là phòng hộ các căn, không để cho nó ô nhiễm, nó đắm nhiễm các cái cảnh trần. Thì cái sự ô nhiễm đấy nó sinh ra do mắt thấy cảnh, do tai nghe cái âm thanh, hay là do mình sống thân cận, do mình tiếp xúc, mình ở chung với một cái người ô nhiễm, tức là một cái người mà mình sống chung với một cái người mà có cái tánh sân hận nhá. Một thời gian sau mình sẽ bị ô nhiễm cái tánh sân hận đó. Mình mà ở chung, sống chung với một cái người có cái tánh tham dục thì mình sẽ bị ô nhiễm bởi cái tâm tham dục đó. Mình mà ở chung, sống thân cận, gần gũi với những cái người mà người ta ham chơi những cái nhiều những cái thói hư tật xấu, cờ bạc, rượu chè, hay là tất cả những cái thú mà hưởng thụ những cái tham dục thế gian, thì nó sẽ ô nhiễm lúc nào mình không biết. Vậy nên là Đức Phật luôn luôn có cái sự nhắc nhở, đó là phải tránh xa người ngu, tránh xa những người ác, thân cận người hiền trí chứ không được gần gũi những người bất thiện, những người ngu, bởi vì là mình sẽ bị ô nhiễm khi mình thân cận, khi mình gần gũi, khi mình ở chung với những cái người ô nhiễm đó. Hay là cái sự ô nhiễm nó là do người ta nói chuyện, tiếp xúc với nhau do cái lời nói. Nếu như mà một cái người nào mà cứ hay nói về những cái chuyện về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị, sẽ khiến cho những cái người nghe nhiều, người ta sinh ra cái tâm tham đắm đối với cái điều đó. Người ta hãy, cái người mà có cái tánh ô nhiễm về tham dục, người ta cứ hay nói về chuyện tham dục, thì những cái người nghe sẽ ô nhiễm về chuyện đó. Người mà có cái tánh sân hận, người ta cứ nói về những cái xấu người này, người ta kích bác người kia, thì cái người nghe sẽ ô nhiễm về chuyện đó. Vì vậy nên là một cái người đấy phải có cái sự phòng hộ, phải có cái sự độc cư, phải giữ cái sự im lặng, không có nói những cái chuyện nhảm nhí phù phiếm ô nhiễm ở thế gian, thì mới tránh được những cái sự ô nhiễm đó. Thì ở cái nơi địa phương này có vị tôn giả Buddha đã là cái người sống không ô nhiễm và giảng dạy, thuyết giảng về cái sự không ô nhiễm đó, về cái đời sống không ô nhiễm đó cho các vị tỳ kheo, rồi tự mình tinh tấn và thuyết giảng về tinh tấn cho các vị tỳ kheo. Thì tinh tấn ở đây là một cái người đấy, mình muốn phát khởi lên được cái tâm tinh tấn thì mình cần phải biết suy luận, biết suy xét, quán chiếu những cái nỗi khổ ở trong các cái đoạn xứ, biết suy xét, quán chiếu về cái thọ mạng, tức là mình thấy cái mạng sống này nó mong manh, nó giả tạm, cho nên là khởi lên cái tâm gấp rút, rồi suy xét về cái bổn phận mình duy trì giáo pháp, suy xét cái sự cao thượng cao quý của giáo pháp, để mà khởi lên cái sự tinh tấn mà thực hành giáo pháp. Thì đấy là sự tinh tấn cả về thân,
cả về tâm, nỗ lực thực hành pháp. Thì đấy là một cái người đã tự mình tinh tấn và thuyết giảng về tinh tấn cho các vị tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và thuyết giảng về giới cho các vị tỳ kheo. Tức là một cái vị đấy thọ trì các cái pháp về giữ giới, các cái giới bổn, giữ giới về cái sự nuôi mạng thanh tịnh, giữ giới về phòng hộ các căn, giữ giới về cái sự thiểu dục chi túc, về quán các cái vật dục. Thì cái vị tỳ kheo Buna là người tự mình thành tựu giới hạnh và thuyết giảng về giới cho các vị tỳ kheo, tự mình thành tựu thiền định và thuyết giảng về thiền định cho các vị tỳ kheo. Nên là vị đấy đã tu chứng tất cả các cái pháp thiền định, tứ thiền, bát định, và sau đó vị đó đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo cũng tu chứng như mình, tự mình thành tựu trí tuệ và thuyết giảng về thành tựu trí tuệ cho các vị tỳ kheo. Vị đấy không những tu được các cái pháp về thiền chỉ mà tu tập được tất cả các cái pháp về thiền vipassana, để tự mình thành tựu về giải thoát và thuyết giảng về thành tựu giải thoát cho các tỳ kheo. Tức là giải thoát đây là chứng được tứ thánh đạo và tứ thánh quả. Thì tôn giả Buna đã chứng được đến quả vị A-la-hán, và sau đó cũng giảng dạy cái pháp khiến cho tất cả các cái vị tỳ kheo khác cũng chứng đến A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả, và tự mình thành tựu giải thoát chi kiến và thuyết giảng về giải thoát chi kiến cho các vị tỳ kheo. Thì giải thoát chi kiến ở đây là cái tuệ phản kháng, tức là vị ấy biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ các kiến xử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đấy là cái giải thoát chi kiến, là cái tuệ phản kháng của các cái quả vị. Mà một cái vị đấy tu chứng được quả vị gì, vị đấy có cái sự phản kháng lại các cái đạo quả đấy, đấy được gọi là thành tựu về giải thoát chi kiến. Vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, làm cho các vị đồng phạm hạnh được hoan hỷ.